nhúng với rửa này nha. Hôm nay bắt đầu là nấu canh chua thì rau muống. Rau muống thì cứ cắt xuống đi. Ăn hết lớp này thì hết tuần này tuần sau ăn tiếp thì hàng thế. Như rửa cho thêm muống nữa. Chút nữa đi. Tại còn phải cắt mấy rau kia nữa. Ớt gì mà nó cay? Ớt nào mà ớt chẳng cay? Ớt này cay quá. Mà ngói vô cái đó thấy con mắt. Mình đang nhìn thấy cái nó cứng đờ.